Công an huyện Châu Thành vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác công an quý 3, 9 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thẳng thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ trong công tác, bàn giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác và đề ra nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Trần Văn Cung, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang ghi nhận những kết quả công tác mà các đơn vị đã phấn đấu đạt được, đồng thời yêu cầu Công an huyện Châu Thành và Công an các địa phương nắm chắc tình hình, tập trung lực lượng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án bảo đảm an ninh trật tự trên từng địa bàn, nâng cao hiệu quả công tác phòng chống cháy nổ, tuần tra kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, đồng thời làm tốt hơn nữa công tác chính trị tư tưởng, quán triệt cán bộ, chiến sĩ, tích cực thực hiện nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác được giao, bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn huyện. Dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Châu Thành trao tặng giấy khen cho 3 tập thể và 25 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy, các nhóm thanh thiếu niên phạm tội và tệ nạn xã hội.